Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 của Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 73, luyện tập chung. Bài số 1 tính nhẩm 12 ta trừ cho 9 là bằng 3. 14 ta trừ cho 9 là bằng 5. 13 ta trừ cho 6 là bằng 7. 13 ta trừ 7 là bằng 6. 14 mà ta trừ cho 8 là bằng 6. 14 là trừ 6 là bằng 8. 17 là trừ 7 là bằng 10. 19 là trừ cho 8 là bằng 11. Chúng ta qua bài số 2. Điền chữ số tích hợp vào chỗ chấm. 5 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này là bằng 3, 5 ta trừ 2 là bằng 3. Không có nhớ được gì hết, tại vì con số 5 sẽ lớn hơn số 2. Đây, chỗ này là 7 ta trừ 4 là bằng 3. 9 ta trừ cho 7 là bằng 2. 7 ta trừ cho 4 là bằng 3. 9 nó lớn hơn 7 cho nên chúng ta không có mượn, không có nhớ, không có trả gì hết. 7 mà ta trừ cho số 7 lớn hơn số 3 đúng không? 7 ta trừ 4 là bằng 3. 8 ta trừ cho 4 là bằng 4. Chỗ này cũng không có trả nhớ mượn gì hết. Chỗ này vậy con số 9 ta trừ cho con 8 cùng 1. 6 ta trừ cho 2 là còn 4. Con số 6 lớn con số 4 là 6 ta trừ cho 2 là bằng 4. 4 ta trừ cho 2 là bằng 2. Chúng ta qua bài số 3. Tìm x. Đây là dấu cộng, đây là một cái tổng. Đây là số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 6 36. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ. Ta trừ đi thì hiệu. X bằng 3 43. Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được là 35kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 18kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo? Ít hơn là chúng ta trừ, ta lấy 35 ta trừ 18. Số kg gạo buổi chiều cửa hàng bán được là. Số kg gạo buổi chiều bán được là 35, ta trừ cho 18. 15 ta trừ 8 còn 7, 7 trả 1, 17 kg gạo. Đáp số 17 kg gạo. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.